Phần thứ ba này là cái vật liệu để chế tạo dụng cụ cắt. Thì trong thực tế thì vật liệu chế tạo dụng cụ cắt được sử dụng rất nhiều. Ví dụ như giả sử ở đây chúng ta thấy này, người ta có thể là sử dụng là cái thép gió để làm mũi 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 phay này, hoặc có thể là gì ạ, là cái hợp kim dụng cụ này để làm các dụng cụ mũi khoan như thế này, hoặc chúng ta có thể sử dụng hợp kim cứng để làm các miếng chip hợp kim cứng như thế này. Đây các chip hợp kim cứng của dao phay chữ T, dao phay định hình. Đây là gì ạ, dao phay mặt đầu như thế này. Thì thứ nhất là yêu cầu của nó đó chính là độ cứng, thì có thể là HR, ABC hoặc là HV hoặc là HB. Thì trong đó là HR đây chính là độ cứng theo phương pháp Rockwell. Còn ABC đây là cái thang đo, thì cái thang đo phụ thuộc vào cái phương pháp đo và cái giá trị cái độ cứng á, thì người ta có thể sử dụng A hoặc B hoặc C. À, cái một vật liệu người ta cũng có thể nói rồi nha. Thứ hai là HV là độ cứng đo theo phương pháp Wicke nha. Wicke. Còn HB là độ cứng đo theo phương pháp Brunel. Thì trên thực tế là có ba cái phương pháp này có một cái hằng số để mà so sánh lẫn nhau. Nha, trên thực tế chúng ta có. Thì tùy thuộc vào cái thiết bị của chúng ta ở cái loại nào mà chúng ta sử dụng để chúng ta đo kiểm cái loại đó nha. Thứ hai là độ bền cơ học, thì độ bền cơ học nói đến độ bền kéo nén uốn xoắn nha các bạn. Thứ ba là độ chịu nhiệt, là cái khả năng mà cái con dao đó nó chịu được cái nhiệt độ lớn khi nó cắt. Ví dụ như khi tiện thì chúng ta có thể lên tới là 750 độ C. Như vậy là gì ạ? Ở cái nhiệt độ 750 độ C mà con dao nó vẫn chịu được nhiệt độ thì gọi ta gọi là độ chịu nhiệt. Còn trong máy mài thì nó có thể lên tới 1200 đến 1500 độ C nha các bạn. Độ chịu mài mòn, tức là cái khả năng mà chống được chịu mài mòn lâu mòn. Thì thường đối với thép hợp kim dụng cụ thì người ta có thêm một số cái yếu tố như chrome, còn đối với thép gió thì là các bit wolfram, các bit titan và các bit catan ha. Về tính công nghệ muốn nói đến đây là tính hàn hay là tính rèn hay là tính gia công ấy, thì tính công nghệ các bạn nhớ này, ví dụ như ở đây chúng ta thấy này, là cái khi mà chúng ta gắn cái miếng chip hợp kim này vào cái cán dao này thì người ta gọi là phương pháp mà sử dụng cái phương pháp hàn như thế này thì người ta gọi là phương pháp hàn khuếch tán ha. Tức là gì ạ, chúng ta sử dụng một cái lớp đồng mỏng, rồi sau đó chúng ta nóng lên thì cái lớp đồng nó chảy và chúng ta cho một ít hàn the vào để cho nó khử cái đồ dơ đi, đồ bẩn đi ha. Rồi sau đó là gì ạ, chúng ta đặt cái miếng hợp kim vào và trong quá trình nguội nó đông đặc, cái đồng nó sẽ khuếch tán vào cái miếng hợp kim mà mình cắn dao, dẫn đến nó hình thành một cái khối vững chắc như thế này. Thì phương pháp hàn đó người ta gọi là hàn khuếch tán ha, hay là hàn vẩy đồng. Thì một số cái lớp mà cao đẳng bên nghề ấy, thì tôi có dạy bên khối nghề thì tôi cũng có hướng dẫn cho các bạn hàn cái miếng hợp kim nha. Còn trong trường hợp là gì, ở đây đối với dao CNC thì người ta sử dụng miếng là ghép chip hợp kim. Lý do vì chúng ta xếp dao mất rất nhiều thời gian nên mà gì ạ, là khi chúng ta sử dụng là mòn phải thay thôi và chúng ta không phải xếp lại dao, xếp lại phôi, như vậy là năng suất rất là cao. Còn đối với dao công cơ thì thường là gì ạ, chúng ta sử dụng cái dao liền như thế này nha. Thì nếu mà nó lục là nó mòn thì chúng ta mài thôi. Và một cái yếu tố là đó chính là tính kinh tế. Thứ hai là các loại vật liệu chế tạo dụng cụ cắt, thì ở đây chúng ta có thép carbon dụng cụ này, hợp kim dụng cụ, thép gió, hợp kim cứng, vật liệu sứ, kim cương, nitrit bo lập phương và vật liệu mài và các cái vật liệu tổng hợp. Thì từng lần lượt chúng ta sẽ nghiên cứu đến các cái loại vật liệu này. Thứ nhất này là đối với thép carbon dụng cụ thì thường thường là thành phần hóa học của nó hàm lượng carbon tương đối là lớn, từ 0,7 cho tới 1,5%. Như vậy là độ cứng nó rất là cao. Và ngoài ra nó còn có các cái thành phần của hợp kim, ví dụ mangan, silic, phosphor, chrome và niken, nhưng mà nó không vượt quá 0,1 cho tới 0,3%. Như ngày xưa là ở Việt Nam chúng ta là đối với khi cái hàm lượng vật người ta quy định, ví dụ như cái thép hợp kim thì hàm lượng hợp kim tối thiểu nó là bao nhiêu ha, thì nó quy định. Còn ngày nay cái hàm lượng hợp kim nó tăng lên rồi. Thứ hai là cái ký hiệu của thép carbon dụng cụ, thì ký hiệu theo tiêu chuẩn Việt Nam thì ký hiệu là CD70, trong đó CD là thép carbon dụng cụ, còn 70 là hàm lượng carbon phần vàng nha các bạn. Đây, hàm lượng carbon phần vàng ha. Ngoài ra ví dụ như đây là có cái mangan như thế này thì rõ ràng là hàm lượng của mangan là xấp xỉ 1% nha các bạn. Rồi ngoài ra trong trường hợp mà khi mà chúng ta ký hiệu là thép Việt Nam chất lượng cao thì ở phía sau có chữ A, là đây chỉ là chất lượng tốt ha. Về cái độ bền nhiệt thấp thì đối với thép carbon dụng cụ thì bền nhiệt thấp thích hợp là ở cái nhiệt độ từ 200 cho tới 250 độ C,
và tốc độ cắt thì thấp, nó nằm trong khoảng từ 4 đến 5 mét vuông. Như vậy là gì ạ? Nếu chúng ta tiến hành mà chúng ta tiện ở cái nhiệt độ nó có thể lên tới 750 độ C thì rõ ràng thép carbon dụng cụ nó không phù hợp để chúng ta tiến hành là giặt các cái dụng cụ về tiện ha. Như vậy là gì ạ? Nó có thể sử dụng là khoan hoặc là gia công các vật liệu phi kim loại, ví dụ như là gỗ hoặc là nhựa chẳng hạn, hoặc là vật liệu mềm hơn, ví dụ như là gia công nhôm chẳng hạn, ví dụ vậy ha. Độ cứng ở cái trạng thái tôi này thì nó có thể đạt tới là từ 60 đến 62 HRC, như vậy độ cứng theo phương pháp Rockwell ở thang C nhé. Thì thường thường là đối với những cái vật liệu mà có độ cứng cao á, chúng ta sử dụng thang C, và độ cứng vừa thì thang B, và độ cứng thấp hơn thì thang A. Vì độ cứng thấp, thấm tôi thấp nên lõi có cái độ dẻo nhất định, thích hợp chế tạo ở một số các dụng cụ cắt như là đục hoặc là rũa thôi nhá, đục rũa thôi, hoặc là các loại mũi khoan thôi. Chứ nếu mà giao tiện mà làm như thế này thì cắt không có tốt ha. Thường thường là hợp kim cứng nó có thể lên tới là xấp xỉ là trên dưới 80 HRC. Cái vật liệu thứ hai là thép hợp kim dụng cụ, thì theo tiêu chuẩn Việt Nam thì là cái thép carbon dụng cụ và cái nguyên tố hợp kim nó nằm trong khoảng từ 0,5 cho tới 5%. Như vậy là thép hợp kim dụng cụ thì hợp kim tương đối là lớn ha. Để cái tăng cái tính chịu nhiệt hay là chịu mài mòn, chúng ta có thể cho chrome và wolfram, tức là cái tăng độ cứng thì chrome, còn độ chịu mài mòn thì là wolfram nha các bạn. Ngoài ra còn tăng cái tính thấm tôi là vanadi. Vanadi là một trong những kim loại mà tăng cái khả năng thấm tôi rất là tốt nha các bạn. Tuy nhiên là gì ạ? Là nói thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta cho vào cái độ thấm tôi, ví dụ như công nghệ thấm tôi của Việt Nam ạ, quá nhiệt liệt của Việt Nam ạ, thì kém xa so với các nước, nên mà gì ạ? Chúng ta tiến hành thấm tôi cái lớp ở bên ngoài nó không được nhiều nha các bạn. Rồi trong trường hợp thép hợp kim ký hiệu như thế này, ví dụ như 70 CRV. Như vậy là gì ạ? 70 là hàm lượng carbon phật vạn, còn CR đây là chrome 1%, và đây là vanadi 1% ha. Ngoài ra còn có là gì ạ? Wolfram 2% này, vanadi và silic nha các bạn. Nhớ nha, cái phần ở phía trước đây là hàm lượng carbon phật vạn ha. Độ cứng ở trạng thái tôi thì nó có thể đạt tới là đến là 62 HRC ha, theo phương pháp Rockwell thang C. Là bền nhiệt nó có thể lên tới 350 cho tới 400 độ C, như vậy là tăng hơn cái loại kia rồi đúng không? Tốc độ cắt thì tăng 20% so với thép carbon dụng cụ ha. Như vậy là thép hợp kim dụng cụ là gì ạ? Có nhiệt độ cao hơn này, và tốc độ cắt thì cao hơn. Tuy nhiên là gì ạ? Trong trường hợp nếu chúng ta tiến hành mà tiện thì cái này nó cũng không hiệu quả ha. Chế tạo thì là gì ạ? Là dụng cụ cắt bằng tay như là lưỡi cưa này, mũi đột dấu, bàn ren, daro hoặc là dao cạo nguội. Dao cạo nguội thì thông thường là đối với khi mà chúng ta làm xong ấy, một số cái lá cảnh hay này kia thì chúng ta có thể sử dụng cái dao cạo nguội đó bằng cái chế tạo thép hợp kim dụng cụ ha. Một cái yếu tố tiếp theo đó chính là thép gió. Thì theo cái tiêu chuẩn Việt Nam thì người ta chưa có cái ký hiệu về thép gió ha. Nhưng mà thường thường các bạn thấy là khi mà chúng ta đi mua dụng cụ, thường thường là đối với thép gió thì trên cái cán giao tiện thép gió thì nó có hai, có ba cái chữ HSS là hai, gọi là H là hai speed steel, HSS này là hai speed steel là thép gió nha, theo tiêu chuẩn ISO ha. Là cái loại thép hợp kim dụng cụ hàm lượng wolfram cao từ 5 cho tới 20%. Như vậy là hàm lượng, là ở đây chúng ta thấy là hàm lượng wolfram nó đã tăng lên rất là nhiều, nên nó có khả năng là chịu mài mòn tốt, nên có tính chịu mài mòn và tính chịu nhiệt tăng rất là cao ha. Sử dụng rộng rãi vì cái tốc độ cắt nó tăng từ 2 đến 4 lần và tuổi bền từ 8 đến 15 lần so với thép carbon và thép hợp kim dụng cụ. Tốc độ cắt nó có thể lên tới 25 cho tới 35 mét phút nha các bạn. Ngoài ra là trong cái quá trình chế tạo, người ta còn có thể thêm vanadi và coban để nâng cao cái độ chịu nhiệt và dùng để gia công các loại thép hợp kim có độ cứng cao ha. Thì các bạn biết là gì ạ? Vanadi để tăng cái độ thấm tôi, còn coban ở đây là tăng cái độ dẻo dai. Nhưng mà gì các bạn thấy là gì ạ? Nếu các bạn để ý xem, có những con dao thép gió thì các bạn đụng vào cái phôi sắt thì nó giống như một nam châm. Thì các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Thì đó chính là do cái coban là một cái kim loại từ tính, nên khi người ta cho vào thép gió thì các bạn lấy cái dao thép gió có những thanh á, các bạn lấy thanh thép gió các bạn đụng, các bạn kéo cái phôi đi cũng được luôn ha. Vì là gì ạ? Cái hàm lượng của coban lớn, từ tính của coban lớn nên mà có cái hiện tượng như vậy.
cái độ cứng ở trạng thái tôi nó có thể đạt tới 60-70 đến 70 HRC. Như vậy là gì ạ? Là cái độ cứng đã được cải thiện. Và tốc độ cắt cũng nằm trong khoảng từ 25 cho tới 35 mét phút. Độ bền nhiệt thì tăng lên rồi, đây có thể lên tới 600 độ C. Và theo tiêu chuẩn Nga thì có thể là P9 hoặc là P18. Đây, các bạn biết là gì ạ? Là ở một số cái dụng cụ mà dao vẫn có, là khi mà chúng tôi dọn xưởng vẫn có những cái dao mà cái hiệu theo P9 và P18 như thế này ở cái của những cái năm trước, hàng năm trước, tại vì trường thành lập được nhiều nănăm rồi. Về theo tiêu chuẩn Mỹ là IESE này thì chúng ta có cái ký hiệu là M1, M2, M3 và thép gió là molybden thì T1, T2. Đối với thép gió Wolfram thì thường thường á là một số cái mũi khoan mà theo tiêu chuẩn Mỹ thì các bạn để ý trên mũi khoan nó ký hiệu là M hoặc là tên, thì đó có thể là thép gió người ta thêm molybden hoặc là Wolfram. Còn theo tiêu chuẩn Đức thì là JIT thì nó ký hiệu là các cái thông số như thế này, S12145, thì các thông số này các bạn tra ở trong cái sổ tay handbook nha. Về theo tiêu chuẩn Nhật thì là ký hiệu là JIT nha, thì ở đây là SKH2 hoặc là SKH3, thì đây là ký hiệu của thép gió. Về một trong những cái vật liệu mà sử dụng trong quá trình cắt gọt của chúng ta phổ biến và mang lại hiệu quả tương đối là cao, vì giá thành là cũng không có mắc, không có đắt lắm, nhưng mà cắt tốt, đó chính là hợp kim cứng. Thì hợp kim cứng nó cấu tạo gồm ba cái loại các bit, là các bit Wolfram, là các bit Titan và các bit Tatan, với chất kết dính là coban hoặc là sắt, niken. Ví dụ như chúng ta có thể coban, sắt hoặc niken, và có tính chống mài mòn cao, chịu được môi trường ăn mòn và cái nhiệt độ cao. Các bit nghĩa là sao? Nghĩa là các cái hạt mà Wolfram, Titan này, Tatan, người ta nghiền nhỏ ở dạng nano thì người ta gọi là các hạt các bit nha các bạn. Về ứng dụng thì chế tạo cái dụng cụ cắt này, khuôn cối này, khoan địa chất và nhiều cái lĩnh vực đặc biệt khác. Thì là gì ạ? Cái mũi khoan địa chất mà khoan sâu á, nó giống y chang như cái quả thanh long á. Các cái gai á, là chính là các cái miếng chip hợp kim ha, là chúng ta tiến hành cắt rất là tốt, vì nó có khả năng như vậy nó sẽ tự lựa và nó sẽ không ảnh hưởng đến, nó không bị mẻ cái mũi cắt của chúng ta, mũi khoan của chúng ta nha. Về thành phần chủ yếu là các bit Wolfram, các bit Titan, các bit Tatan được trộn với chất kết dính coban, sau đó được đem đi ép ở trong cái môi trường hiếm khí, ví dụ như là CO hoặc là hydro á, và thiêu kết ở cái nhiệt độ và áp suất cao trong cái nhiều giờ, thì chúng ta cho được cái sản phẩm là hợp kim cứng. Và sau khi cái hợp kim cứng hình thành, cái phương pháp gia công chủ yếu là mài ha, chủ yếu là mài nha các bạn. Thì cái miếng hợp kim cứng các bạn mài ở dưới xưởng đó chỉ có là mài thôi, còn gia công các phương pháp khác thì hơi khó thực hiện ha. Tiếp theo này, độ cứng của hợp kim cứng là nó lớn hơn 70 HRC, nó có thể nằm ở trên mốc là khoảng 80 hoặc là 85 HRC ha. Thì tùy thuộc ngày nay người ta có thể là có độ cứng cao hơn bằng cách là người ta tăng các cái hàm lượng ha. Về nó có thể làm việc được ở nhiệt độ từ 800 cho tới 1000 độ C với tốc độ cắt lên tới 400 mét phút ha. Như vậy là gì ạ? Là có thể hoàn toàn đảm bảo được gia công CNC và gia công tiền cơ ở cái tốc độ cao như thế này, và cái độ cứng cũng tương đối là đảm bảo cho tới là 1000 độ C ha. Vì đối với hợp kim cứng thì người ta chia làm 3 nhóm phụ thuộc vào các loại các bit. Một các bit thì là nhóm 1, 2 thì là nhóm 2 và 3 các bit thì là nhóm 3. Lần lượt chúng ta sẽ nghiên cứu. Thứ nhất này là nhóm 1 các bit, thì tổ chức của nó bao gồm các bit Wolfram và chất kết dính coban. Nó có ký hiệu là BK. Và trong đó là gì ạ? Là cái con số ở phía sau, và cái con số phía sau này, chữ K là chỉ cái hàm lượng coban, còn lại là các bit Wolfram. Ví dụ như BK8 ở đây thì có 8% là coban, còn 92% là các bit Wolfram. Thì đối với nhóm BK là nhóm dao nhóm 1 á, là dẻo nên chịu được cái va đập tốt hơn, chịu nhiệt thấp, thường dùng gia công gang, thép cứng, ví dụ như là thép đá tôi hoặc là thép không dỉ hay là thép chịu nóng. Và một số cái loại kim màu thì chúng ta sử dụng cái nhóm 1 nha. Còn đối với nhóm 2 á, thì tổ chức của nó gồm có hai loại các bit là Wolfram, Titan và chất kết dính coban. Nó có ký hiệu là T và con số phía sau, K và con số phía sau. Trong đó số phía sau chữ T là chỉ các bit Titan, và con số phía sau số K là chỉ các chất kết dính coban, còn lại là hàm lượng các bit Wolfram. Tôi lấy ví dụ như là cái loại dao T15K6, thì trong đó 15% là các bit Titan, 6% là chất kết dính coban và 79% là các bit Wolfram.
Thì đối với nhóm thứ hai thì nó có độ cứng cao, tính chịu nhiệt tốt. Ở cái nhiệt độ cao thì hệ cái số ma sát nó giảm đi nha. Khi mà nhiệt độ cao lên thì cái ma sát nó giảm, đương nhiên là nó cái khả năng nhiệt nó cũng giảm đi ha. Thường dùng để gia công thép nha, đây là loại thép nói chung. Đối với nhóm 3 các bit thì gồm có các bit wolfram, các bit titan và các bit tantan cộng với chất kết dính coban, thì nó có ký hiệu là TT và con số ở phía sau K, có con số phía sau. Trong đó cái con số ở phía sau chữ TT là chỉ hàm lượng các bit titan và các bit tantan, và cái con số ở phía sau chữ K này là chỉ hàm lượng coban, còn lại là các bit wolfram. Tôi lấy ví dụ ở đây chúng ta có là TT7K12, thì như vậy chúng ta có là 7% các bit titan cộng các bit tantan, và nó 12% chất kết dính coban cộng với 81% là các bit wolfram. Thì ở trong cái môn vật liệu thì chúng ta cũng đã học cái này nhiều rồi, tôi nói nhanh đúng không? Thì đối với nhóm TTK dùng để gia công vật liệu có độ cứng và cái độ bền cao, tức là gì ạ? Khi chúng ta tăng cái hàm lượng các loại các bit lên thì là gì ạ? Nó gia công được những cái vật liệu có độ cứng cao hơn. Về theo tiêu chuẩn ISO thì hợp kim cứng được chia thành 3 nhóm PK và M. Nhưng mà thực tế khi chúng ta mua ở ngoài thị trường thì nó có thể là chia theo màu, màu xanh hoặc là có thể là màu đỏ hoặc là màu vàng nha. Hoặc là chúng ta có thể ký hiệu như thế này. Thì thường là đối với chúng ta sử dụng dao màu đỏ là nhiều, còn đối với dao mà tiền lõ thì chúng ta sử dụng màu xanh nha. Nhóm P thì gia công thép đúc gang dẻo cho ra cái loại phoi dây nha. Nhóm K thì là gia công gang xám và kim loại màu thì cho ta cái loại phoi vụn và phoi xếp. Nhóm M thì gia công vật liệu khó gia công, thép chịu nhiệt, thép không rỉ, gang có độ cứng cao. Và là gì ạ? Mỗi nhóm thì được phân thành các cái nhóm nhỏ tùy thuộc theo các hàm lượng các tạp chất nha các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy bảng so sánh này, ví dụ theo tiêu chuẩn ISO này là nhóm 1 này có ký hiệu là K này. Thì thông thường này, đây nó tương đương với cái nhóm theo tiêu chuẩn của Nga như thế này. Và nhóm thứ hai là nhóm M thì tương đương với nhóm TTK. Và nhóm thứ ba là nhóm P thì tương đương với TK hoặc là TTK như thế này, là tùy thuộc cái hàm lượng nha, người ta có thể ký hiệu ha. Thì ở đây là gia công thì nếu như chúng ta ứng dụng là gia công gang này, kim màu và vật liệu phi kim ta nói rồi đúng không? Sử dụng mọi trường hợp là nhóm 2, và nhóm 3 thì gia công thép ủ và thép sau nhiệt luyện rất là cứng ha. Về hình dáng của mảnh hợp kim cứng và cách ghép cán này, thì ở đây cái mảnh hợp kim cứng này chúng ta gia công bằng lắp ghép rồi. Còn đối với cái mảnh hợp kim mà liền như thế này chúng ta sử dụng phương pháp hàn khuếch tán, hồi nãy tôi cũng có nói rồi ha. Về thứ nhất là lớp tráng phủ hợp kim cứng này, thì tráng phủ cái bề mặt hợp kim cứng bằng các bit titan, nitran titan hoặc là oxy nhôm. Oxy nhôm là ai, là 2O3, nhằm để tăng cái tính chống mài mòn ha. Nếu chúng ta phủ cái này tăng tính chống mài mòn, tăng cái độ dai va đập, tính ổn định hóa học, và là giảm ma sát, cải thiện cái hiệu suất cắt gọt và cái tăng tuổi bền cho dao. Vật liệu tiếp theo của chúng ta đó chính là vật liệu sứ ha, vật liệu gốm sứ ấy. Thì vật liệu và rẻ tiền, có tính năng cắt gọt tốt, chịu nóng, chịu mài mòn cao. Và ở đây đặc biệt đối với dao mà dao sứ này ấy, độ cứng nó có thể lên tới 92 cho tới 93 HRC, và chịu được nhiệt có thể lên tới là 1100 cho tới 1200 độ C. Tuổi bền dao sứ gấp 2 đến 3 lần so với kim cứng. Dao sứ thì có thể cắt đến là 600 mét phút ha. Như vậy là gia công với tốc độ cao thì chúng ta sử dụng cái vật liệu sứ. Còn thực tế là ở trong cái quá trình thực tập ở trong trường của chúng ta thì chủ yếu là dao hợp kim cứng là ổn rồi. Về khuyết điểm chủ yếu của sứ là giòn, giới hạn, bền uốn thấp và không chịu được va đập, rung động và rất khó mài sắc. Thì ở đây đối với sứ hay là người ta gọi là ceramic, các bạn biết là gì, là đối với ceramic mà khi một số cái xe người ta phủ ceramic ấy, thì nó không có khả năng chảy sức, hạn chế chảy sức, nhưng ngược lại là khi mà gì có cái hiện tượng tác động vật lý từ bên ngoài dẫn đến bị nứt, chúng ta gia công rất là khó nha. Một cái vật liệu làm dao tiếp theo đó chính là kim cương, thì cái độ cứng cao hơn hợp kim cứng từ 5 đến 6 lần, tính dẫn nhiệt cao hơn từ 1,5 đến 2,5 lần, và độ chịu nhiệt thấp, nó chỉ nằm trong khoảng từ 800 đến 1000 độ C. Tốc độ cắt có thể lên tới hàng ngàn mét phút. Nhược điểm của kim cương là cứng và giòn, dễ vỡ. Hiện nay thì kim cương chủ yếu dùng để chế tạo đá mài, để mài sắc và mài bóng dụng cụ cắt.
Thì các bạn biết là gì ạ? Là đối với những cái con dao mà sửa đá của các bạn ấy, hay là cái mũi sửa đá là gì ạ? Người ta sử dụng cái mũi kim cương. Thì khi mà tôi dạy các bạn là cái môn mài toàn ngòi ấy, thì khi chúng ta mài xong chúng ta phải sửa đá ha. Hoặc là mài phẳng không được, chúng ta sửa đá thì chúng ta dùng cái mũi kim cương này nha các bạn. Một cái vật liệu tiếp theo là vật liệu nitrit bo lập phương ha. Thì tổng hợp là từ bo 44% và nitơ 56%. Thì cái loại này có thể chịu tới nhiệt độ của nó lên tới nhiệt độ cao khi gia công lên tới 2000 độ C và dùng làm cái hạt mài trong các cái dụng cụ mài. Ví dụ như đá mài chẳng hạn ha. Đá mài chất lượng tốt thì là dùng nitrit bo. Còn không thì chúng ta dùng là chromoxit hoặc là dùng là nhôm-oxit Al2O3 là được rồi. Hay người ta gọi là sealing cát được rồi. Về vật liệu hạt mài thì dùng để chế tạo đá mài, thanh mài, thỏi mài và làm giấy dán, giấy nhám à, để đánh nhám và tốc đạt. Rồi vật liệu thiên nhiên thì có thể là kim cương hoặc là Al2O3, đây chính là nhôm-oxit này. Và là gì ạ? SiO2 là silic oxit, hay người ta gọi là cái mũi thạch anh nhé các bạn. Vật liệu nhân tạo thì có thể làm kim cương nhân tạo hay là oxit nhôm điện thu từ cái lò luyện quang bauxit hoặc là carbon silic SiC, như cái này là gì ạ? Nó có độ cứng rất là cao, hoặc là carbon bo như là B4C hoặc là oxit chrome là CrO à, nhé các bạn. Thì đây là toàn là những cái oxit có độ cứng rất là cao. Nhưng mà đặc biệt các bạn thấy này là Al2O3 này, người ta còn có thể gọi đây là cái bột nở nha. Và trong cái thành phần mà ở phía khi mà chúng người ta chế tạo cái két sắt á, thì cái hỗn hợp người ta trộn vào cái xi măng hỗn hợp của bê tông á là Al2O3. Mục đích của nó là gọi là bột nở, để chúng ta thấy là gì ở cái két sắt các bạn có cảm giác giống như nó dày thành một khối, nhưng thực tế là cái ở bên ngoài là tôn, còn ở phía bên trong là bê tông nha, và có trộn Al2O3. Mà nếu không có Al2O3 nó sẽ tách cái lớp bê tông và cái lớp sắt ra, nhưng mà nếu có Al2O3 thì nó dính chặt lại với nhau nha các bạn.